Chào mừng các bạn đến với trận kèo đôi công 3.4 nha mọi người. Team bên kia Huy Võ, Lâm Hưng, Nhân Đầu Vàng. Huy Võ sẽ đôi công với bên đây là Điền, Hoàng, Anh Bình và Tuấn Trà Đèo Vàng. Lỗi chuyền hai của anh Bình. Thì ở set 1 thì anh Bình truyền có vẻ như không hợp với Điền lắm. Liệu set 2 này có quen bộ lại không? Không biết nữa. Điểm 1-0 cho Huy Võ. Bật lên cho anh. Nhanh, có bắt chưa? Cái gì đâu rồi? 2-3, 2-3, ôi ơi! Mình tự tin lên chứ. Đâu đâu? Rồi. Điểm 1 đều. Phòng thủ tốt, phản công. Phòng thủ tốt của anh Bình. 2-1 nghiêng về cho Điền. Hay quá rồi, quá thủ là biết nói rồi. Để đeo nó đã bảnh cho. Điểm 2-1. Sao đéo gì? Hai đều. Điểm nhiều. Điểm 3-1 nghiêng về cho Điền. Phát bóng ra ngoài. Không sao. Nó có xe chém mình được đâu mà. Điểm 2-3. Đập bóng ra ngoài luôn nha mọi người. Một cú xít tay mạnh nhưng mà qua ngoài. Điểm 3 đều. Bóng đẹp. 4-3 cho Điền. Điểm 4-3. Phát bóng quá tốt. Đập bóng không qua lưới. Điểm 5-3. Đập bóng tốt của Huy Võ. Điểm 4-5. Đập bóng không qua lưới. 5 đều. Đập bóng tốt của Điền. 6-5. Chết Lâm Hưng. Hay quá rồi đấy.
Điểm 7-5. Phản công cho Đen. Huy bỏ. Một pha không hiểu ý giữa Hoàng và Đen. Một pha nhường bóng nhau nha mọi người. Điểm 6-7. Đập bóng tốt của Đen. Điểm bóng 8-6. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng 7-8. Anh ơi cho Lâm Hưng đôi công luôn. Điểm 9-7. Một pha nỗ lực cứu bóng không thành công. Điểm 8-9. Trời ơi, phòng thủ bằng cái chân. Quá đẹp cho Nhân Đào Hoàng. Phản công. Đập bóng tốt cho Huy Võ. Nhân Đào Hoàng vừa có một cú thủ quá hay mọi người. Bài cú bóng hết tay luôn. Điểm 9-0. Bóng chạm tay trắng ở ngoài. Điểm 19. Chết luôn. Đập bóng tốt. Trái. Bên ba đang nằm á. Điểm 10 đều. Bỏ bóng tốt. Con 10 cái là chỉ truyền được 2-3 cái thôi. Lấy lúa
Điểm 11-10. Phát bóng ra ngoài. Điểm 11 đều. Phát bóng không qua lưới. Điểm 12-11. Luật của sân bóng này là chân sau đập mất thua nha mọi người. Nhân đầu vàng vừa bắt chính xác. Điểm 12 đều. Phản công cho Huy Võ. Bóng tốt cho Huy Võ. Thật sự Huy Võ mấy bữa nay nhồi sức quá nhiều nha mọi người. Đánh 3 set với đội đội, 2 set kỳ, 1 set 3-3 và 3 set đánh với Sang Phan Rang. Trong 2 buổi hôm nay tiếp tục đụng độ với Điền. Phòng thủ tốt, phản công. Quá đẹp. Đập bóng ra ngoài. 13 đều. Bóng ăn điểm trực tiếp của Đèn. Điểm bóc 14-13. Điểm 15-13. Ủa chưa hết à? 14-15. Xong hết rồi. Điểm 14-15. Phòng thủ tốt của Lâm Hơn. Và như vậy là Điền thắng nha mọi người. 16-14. Kết thúc trận đấu mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn lại các video sau nhé. Chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em trộm.